Hello, chào các bạn nha. Hôm nay cập nhật tiếp đàn cá con nhà mình các bạn sau một tuần lễ các bạn, để xem nó lớn như thế nào ha. Thì đây là đàn cá mới nhất của mình đó các bạn. Thì quan sát thì thấy hình như nó chết không có bao nhiêu hết sau một tuần lễ nha, chứ còn trước đó thì nó chết hơn nhiều. Thì sau một tuần lễ mới đây thì nó không có chết bao nhiêu hết các bạn, hoặc là nó không chết con nào luôn. Mình quan sát trong cái keo này ha, cái keo bằng gốm này ha, nó đông lắm. Sáng mới cho nó ăn rồi các bạn, cho nó ăn lăng quăng với lại ăn trùng các bạn. Thì hôm nay cũng cho nó ăn cám đó, mà tập trung cho nó ăn mồi sống các bạn, cho nó mau lớn. Thì nó qua được mấy tuần nó sẽ khỏe các bạn. Thì hôm nay mấy ngày nay, 2-3 ngày nay thì nó trời cũng mưa râm râm nhỏ nhỏ thôi, ít mưa. Này nó nhiều lắm. Đây là cái đàn trước đó các bạn, có 5 con mình bỏ vô đây các bạn. Có 5 con. Thì hôm qua có hút hết lửa hồ ra các bạn. Yếu lắm các bạn. Bỏ nó vô cái hồ này nhìn nó sống yếu quá, yếu luôn. Lắc quá trời lắc. Cho nó ăn lăn quăng với trùng mà nó ăn ít lắm. Có vẻ như là cái hồ này nó yếu rồi. Biết xìu, mình tính mua một ít rong mình bỏ vô đây cho nó có thêm cái môi trường sống vi sinh nó cho nó tốt. Đó, đây là cái đàn đầu tiên nè. Trong đó có hai con nhỏ đó là cái đàn mới đây ha. Còn cái đàn đầu tiên thì nó lớn như thế này ha. Thì hôm nay chắc cũng được 2 tháng à. Tay nó còn nhỏ xíu ha. Ăn trùng mới ăn lăng quăng các bạn, có cám nữa. Thì cái hồ này để nguyên luôn các bạn, không có hút cặn nha, để nguyên luôn, môi trường vi sinh nước vẫn trong bình thường ha, mình cứ để cho nó sống thôi. Đây là hồ cá bố mẹ các bạn, sáng cho nó ăn lăng quăng với trùng các bạn, nó trốn kia mới thay nước, mà hôm qua có hút cặn, nhát quá nó sống nó núp trong kia rồi. Hai con cá bố này. Hai con cá mẹ đâu mất tiêu. Sáng mới bỏ miếng nước mới vô. Còn cặn quá trời luôn. Hôm qua hút cặn, hôm nay nó quá trời, ở dưới có trùng mình cắt ra mà nó không ăn luôn, nó lúp vào đâu. Hiện tại đang có 3 con cá trống, 2 con cá mái bự. Nó lúp vào trong ở bên trong. Sáng thay nước nó sợ quá, nó núp bên trong luôn. Đây nữa là cái hồ cá con mới nhất đó các bạn. Sáng cũng cho nó ăn lăn quăng với trùng. Nó qua được mấy tuần lễ thì nó sẽ khỏe các bạn ha. Thấy phát triển cũng tốt quá. Đây là đàn thứ hai các bạn, sáng cũng lăn quăng với trùng. Đàn này thì chiến đấu lăn quăng với trùng dữ dằn luôn. Thấy không, kích thước nó không có chênh lệch cái đàn mới này bao nhiêu hết. Thấy không, kích thước nè. Các bạn thấy không, chênh lệch không có bao nhiêu hết đó. Lớn hơn có một chút mà. Mà cái đàn này nó đẻ cũng hơn tháng à. Đàn này mới đẻ khoảng 2-3 tuần. Cái này hơn tháng rồi ha, chênh lệch không có bao nhiêu hết. Đó, đây là đàn mới nè. Mình tách ra thành hai hồ các bạn. Bữa nó trong cái keo này, cái keo nhựa này, thì mình bỏ qua cái hồ lớn hơn các bạn cho nó mau lớn. Cái hồ này hôm bữa có châm miếng nước vô nhưng mà không có hút cặn các bạn, để nguyên cho có môi trường vi sinh cho nó sống. Rồi, cập nhật vào hình ảnh các con nhà mình cho các bạn xem. Chào các bạn nha.